Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách đổi tên file pdf Giả sử như ở đây Tôi có 3 file pdf Bây giờ tôi muốn là Đổi tên các file pdf này Thì để đổi tên file pdf đó, Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách Để bạn có thể là đổi tên file pdf Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Giả sử như ở đây Tôi muốn là Đổi tên file pdf này Thì ban đầu á file PDF này có tên là Chi vấn với phép chia này. Đó bây giờ tôi muốn đổi tên. Thì ở đây á, tôi sẽ chọn vào nó. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ bấm phím F2 trên bàn phím. Thì lập tức á, tên cũ sẽ được quét chọn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là gõ tên mới. Ví dụ như đây, tôi gõ là bài tập về SQL. Rồi sau khi gõ tên xong rồi á, tôi sẽ bấm Enter để kết thúc. Đó, như vậy là tôi vừa đổi tên đây là cách đầu tiên. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Giả sử như đây, tôi muốn là đổi tên file PDF này, thì ban đầu á nó có tên là giáo trình SKO2, thì tôi sẽ đổi tên thành tên khác. bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột vào nó. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào rename. thì lúc này á nó sẽ quét chọn vào tên cũ. bây giờ tôi sẽ tiến hành là gọi tên mới là giáo trình SQL Server 2. Đó. Sau đó tôi sẽ bấm Enter để kết thúc. Đó, tôi vừa đổi tên. Đây là cách thứ hai. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Ở đây, tôi có file PDF này. Bây giờ tôi muốn là đổi tên. Thì tôi sẽ chọn vào nó này. Sau đó ở đây, các bạn để ý ở trên thanh công cụ á, nó có từ là rename các bạn chọn vào thì lúc này á tên cũ sẽ được quan trọng bây giờ các bạn chúng ta sẽ gọi tên mới như là bài báo cáo sql chẳng hạn sau đó các bạn bấm enter thì lúc này á nó sẽ đổi tên đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là đổi tên file pdf nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi